nhà dạ, câu 11 Mẹ con đã mất hơn 15 năm Mỗi lần nhớ tới mẹ là con lại xúc động vì thương mẹ Từ khi học thiền tông con hiểu được mẹ đã đi lưng hồi Theo nghiệp lực của mẹ rồi Nhưng gần đây khi con đang đọc thầm về đường về Phật giới Thì bỗng con nghe trong đầu có tiếng quát to ba lần Đừng đọc nữa Con vẫn tiếp tục đọc thầm thì tự nhiên Con thấy hình ảnh mẹ của con đang đi rồi lão đảo ngã ra ngất xỉu con liền chạy lại và hô cứu cứu vừa hô xong thì con giật mình tỉnh lại và khi biết mình đã bị lừa thưa bác vậy từ bây giờ con phải làm thế nào để khi thành công ấm thân con không bị lừa như vậy nữa giờ này nó dễ ở thôi tất cả gì mình lấy cái câu trong kinh kim cang đó gặp phật giết phật gặp ma giết ma tất cả vì người ta giả sau thế giới này nên nhớ còn nên nhớ một câu nè thế giới này là ngũ thú tập cư thần người ngạo quỷ ngạo, ngạo quỷ nó, nó lừa mình thần không lừa người thì làm sao lừa mình được phải không loài ngạo quỷ nó lừa mình đó là ngạo quỷ là cái đẳng cấp thập loại thánh đó, nó lừa mình để đi về với nó vì thế mà nó đọc tất cả những người này mấy người mà gọi cái cái tánh âm nó nhiều quá ha đọc cái kinh này cái, trong đó nó phát ra những cái tiếng nó chửi xạo xạo không phải nó nói vậy chứ sự thật nó biết bởi vì là ví dụ tất cả những con người mà đi cúng nè tụng nè lại nè thì mấy ông cứ vô hết bây giờ đưa cái này vô cái nó chịu không nổi nó thì bắt đầu nó phải ấn nó la nó la để chi nó la để cho mình đừng có đọc nữa nhưng mà đọc hoại thôi nó trốn mất luôn nó bắt đầu nó chịu không nổi nó chạy không? Yeah đa số nhiều người mới tu cái này tu bên túng tụng mình đi ra ưa, ưa gặp ngay cái trường hợp này nó mà nó còn ở trong đây còn đọc nó chịu nổi nó la nó la nó la nghe thiếu luôn á thấy không nó nghe bởi vì mình cái, cái tánh mình nó nghe cái tánh về bằng điện mà nó la bằng điện thì mình nghe cho còn cái tánh cái tánh xác mình không nghe mình nghe bằng cái tánh của mình cái người đứng cái bên không nghe nhưng mà mình lại nghe là cái tánh cái tánh bằng cái, cái, tánh người của mình nó bằng điện thì ông kia bằng điện nó cũng nghe nó la vậy này. Chữ đó. Chửi lộn luôn á thấy không yeah. chú, chú, còn nhớ có chứ có cái cô nào ở trên <laughs> ở trên hóc môn á nó hù á bả đang tu tịnh độ hôm qua nó hù nữa nếu mà bả, nói hỏi chú chú nói kệ đó nó, nó, nó hù á thì thách đó hiện cho lớn đi tàu tàu tao không sợ là ba lần nó trốn mất nó hết tiền nữa chứ còn nếu con sợ con nó rồi dính dính cháu nó thân người thân thân là số một người là số hai nó ngạo quỷ nó xếp thứ ba nó thuộc về em mình tại mình sợ nó chứ sự thật nó cái đẳng cấp nó thấp hơn mình thấy dạ. không rồi con hỏi tiếp đi dạ con muốn hỏi thêm một chút về cái đó ạ. dạ à, nếu vậy thì những cái trường hợp mà như vậy là có thể nào là mình có một cái mối quan hệ cái nợ nhân quả với lại cái loài thánh là cô hồn đúng không ạ? Ở đây á, mình mình sống ở đây mình có bị cái nghiệp mà. mà đa số những người mà bị nó lừa vậy đó là là mình tưởng Chứ trước kia mình ưa cúng ưa tụng á là nó lại gặp nó. Chứ mình không cúng thì làm sao nó tới? mình không tụng hay sao không nghe mình không giái cái giái, giái cầu xin này xin nọ con suy nghĩ này tới đất, đất ngũ thuốc tập cư mà xin ai đây đó thì nó phải giả thôi con con xin phật thì nói giả tôi là phật xin bồ tát tôi là bồ tát là làm sao con suy nghĩ đi sao thoát ra được cái quy lực này vì thế mà cái thiền tông ra đời nó giải thích rõ thì ta phản ứng dữ lắm nó phá vỡ cái, cái 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 giả dối của thế gian này mà thì con suy nghĩ sống nổi không mà chỉ là nói nó nó căn bản thôi chứ không phải nói sâu đâu. đâu. nói sâu rồi ừ. không ai chịu nổi đâu nói thực tế sâu vào cái thiền tông không ai chịu nổi đâu rồi ta hỏi